Hệ mặt trời là ngôi nhà của chúng ta, rộng lớn, hùng vĩ và yên bình. Nhưng nếu thử nhìn lại trong quá khứ, trước đây nơi này đã không hề có gì ngoài những lớp mây khí dày đặc. Làm thế nào từ những thứ như thế này mà chúng ta có được một hành tinh như ngày nay? Khi chúng ta nhìn ra bên ngoài vũ trụ, chúng ta tìm hiểu về cội nguồn, điều gì đã từng xảy ra với chúng ta? Chúng ta hãy thử cùng nghĩ về lịch sử hình thành của hệ mặt trời. Giả thiết cho rằng nó đã được hình thành một cách đầy dữ dội. Nó giống như một trò chơi bắn đạn giữa các vì sao vậy. Đó thực sự là một sự kiện mang tính dữ dội. Câu chuyện về sự sống sót của hành tinh chúng ta, sự hình thành hệ mặt trời của chúng ta. Sự hình thành của hệ mặt trời. Xuyên suốt lịch sử, thiên đường luôn là điều bí ẩn đối với những nhà quan sát. Tổ tiên của chúng ta ngắm nhìn bầu trời với một sự kinh ngạc, tưởng tượng đến những quyền năng của những vật thể sáng lấp lánh trên bầu trời mà bây giờ chúng ta gọi là các hành tinh. Sự thật là ngay từ khi con người xuất hiện, chúng ta ngắm nhìn bầu trời, chúng ta nhìn vào những gì chúng ta thấy và thắc mắc, không biết mối liên hệ giữa con người và bầu trời là gì. Những đền thờ, kim tự tháp cổ bằng đá được xây dựng để tiên đoán về vũ trụ và để tôn thờ vị chúa của trời đất. Nhưng chiếc kính thiên văn đầu tiên cho chúng ta thấy một vũ trụ hoàn toàn khác với những gì mà chúng ta đã tưởng tượng. Và chúng ta đã có thể thấy vũ trụ bên ngoài thực sự trông như thế nào. Không phải là Chúa, mà là những hành tinh, vì sao và những lớp mây khí dày đặc. Vào năm 1752, một nhà khoa học, triết gia người Đức đã nghĩ về những đám mây tinh vân và là một trong những người đầu tiên đưa ra học thuyết về sự hình thành của hệ mặt trời. Những đám mây khí trong vũ trụ đó có một vai trò rất quan trọng. Đó là nơi những ngôi sao được sinh ra và các hành tinh được hình thành. Ý tưởng của Kant là những tinh vân va chạm lẫn nhau và ngưng động lại tạo thành những vì sao, các hành tinh, và nó được gọi là học thuyết tinh vân. Và phải đến hơn 250 năm sau, lý thuyết của Kant vẫn còn giá trị trong việc giúp chúng ta hiểu được sự hình thành của hệ mặt trời. Ngày nay, nhờ vào những quan sát mới, chúng ta có thể biết được những vì sao, hành tinh và hệ mặt trời của chúng ta đã được hình thành như thế nào. Những nhà khoa học như giáo sư Jeff Hester đang tìm cách giải thích những bí ẩn tồn tại từ rất lâu nay, quá trình hình thành của hệ mặt trời. Bây giờ chúng ta có thể giải đáp câu hỏi mà con người luôn đặt ra kể từ khi mới xuất hiện trên trái đất. Và nó thay đổi hoàn toàn những điều mà chúng ta vẫn nghĩ về chính mình. Tiến sĩ Michelle Thaler, một nhà thiên văn học đang làm việc với chiếc kính viễn vọng lớn nhất. Nó là vệ tinh thứ tư và cũng là vệ tinh cuối cùng được phóng lên để quan sát. Nó đã mang lại cho các nhà khoa học một cái nhìn hoàn toàn khác về vũ trụ. Cuối cùng thì chúng ta đã có thể nhìn thấy vũ trụ một cách thực sự như nó vốn thế, không phải như những gì mà con người vẫn thường nghĩ. Một cách để có thể biết hệ mặt trời của chúng ta đã được hình thành như thế nào, đó là quan sát sự hình thành của những hệ khác ở xa hơn. Nhưng liệu điều đó có đúng không? Khi nói hệ mặt trời đã được hình thành trên những vì tinh tú và khí, chúng ta đã có thể không bao giờ nhìn được điều này xảy ra. Giác quan của chúng ta, những gì ta có thể nhìn bằng mắt thường, hóa ra không hoàn toàn đúng. Còn rất nhiều điều ngoài vũ trụ mà con người không có khả năng nhìn thấy theo cách tự nhiên. Mọi vật thể luôn có bức xạ hồng ngoại. Vì bức xạ hồng ngoại có bức sóng dài hơn ánh sáng thông thường nên nó sẽ không bị phân tán bởi bụi. Những kính thiên văn theo kiểu truyền thống sử dụng ánh sáng thường không thể nhìn thấy bên trong những bụi tinh vân. Nhưng kính thiên văn sử dụng bức xạ hồng ngoại thì có thể làm được việc đó. Nguyên tắc tương tự đã được những người lính cứu hỏa áp dụng. Căn phòng này chứa toàn khói. Nếu chỉ dùng mắt hay máy quay thông thường, bạn không thể biết được chuyện gì đang xảy ra bên trong.
Vì vậy, những người ở trung tâm cứu hỏa đã sử dụng máy quay hồng ngoại để có thể nhìn được những người đang ở trong căn phòng đầy khói này bằng cách xem nhiệt độ cơ thể của những người đó. Và kính thiên văn Spitzer cũng hoạt động như vậy. Kính thiên văn Spitzer có thể quan sát được những hành tinh xuyên qua những đám mây bụi và khí khổng lồ giống như những người lính cứu hỏa đang tìm kiếm các nạn nhân này. Ánh sáng thông thường sẽ không thể đi xuyên qua khói và bụi, nhưng tia hồng ngoại có bước sóng dài hơn nên khói và bụi sẽ không thể cản bước được nó. Giờ chúng ta đã có thể hiểu được rằng có thể nhìn thấy được những điều mà chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy trước đó là nhờ chiếc kính thiên văn Spitzer. Một chiếc camera sử dụng trong một căn phòng đầy khói là một chuyện, còn một chiếc kính thiên văn để nhìn ra ngoài vũ trụ lại là một chuyện hoàn toàn khác. Năm 2003, mọi người ở trường đại học Parahate lo lắng chờ đợi những dữ liệu đầu tiên mang lại từ chiếc kính thiên văn Spitzer. Đó là những hình ảnh đầu tiên của chính hệ mặt trời của chúng ta. Sự thực là chưa có ai từng nhìn thấy vũ trụ của chúng ta dưới ánh sáng dạng này. Vì vậy mà ban đầu chúng tôi đã rất kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó. Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng những hình ảnh mà Spitzer đem lại lại hấp dẫn đối với tôi đến vậy. Chúng thực sự rất đẹp. Nhưng chúng không chỉ đơn thuần là những hình ảnh đẹp. Điều quan trọng là bằng cách quan sát những ngôi sao khác hình thành như thế nào, chúng ta có thể hiểu hơn về sự ra đời của hệ mặt trời của chúng ta. Khi quan sát sự hình thành của các ngôi sao, cũng giống như chúng ta nhìn về quá khứ của mình vậy. Nhìn về quãng thời gian mà trái đất chúng ta đã từng trải qua hàng tỷ năm trước. Những điều mà ta cho rằng giống như nhìn lại quá khứ của chúng ta chính là những hình ảnh mô phỏng thời điểm hệ mặt trời mới hình thành. Đây là những hình ảnh đẹp nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy bên trong một vụ va chạm tinh vân. Nhờ vào Spitzer mà chúng ta có thể quan sát khoảnh khắc mà bụi vũ trụ gắn kết với nhau. Chúng trở nên ấm hơn và cuối cùng thì những ngôi sao trẻ được hình thành. Và như vậy thì dường như lý thuyết của Kahn hơn 250 năm trước là đúng. Những tinh vân đã va chạm mạnh 4,6 tỷ năm trước. Có vẻ như những tinh vân ban đầu quay vòng trong vũ trụ, nhưng khi đám bụi tinh vân đó sụp đổ, nó giảm kích thước. Điều này làm nó xoay tròn nhanh hơn để bảo toàn mô men động lượng. Khi những đám bụi đó thu nhỏ lại, nguồn năng lượng vốn có sẽ tập trung vào một nơi nhỏ hơn để giữ nguyên xung lượng ban đầu. Tốc độ quay của nó phải tăng. Trời đã tỏa ra trong 10 tỷ năm hoạt động của nó. Những siêu sao mới đã phóng ra toàn bộ nguồn năng lượng đó trong chưa đầy một ngày, và nó sẽ còn sáng trong vài tháng sau đó. Khi nổ tung, nó sẽ tỏa sáng rực rỡ do khí bị đốt cháy. Nó có độ sáng tương tự như mặt trời của chúng ta vậy. Nguồn năng lượng hạt nhân khủng khiếp của một số ngôi sao đang chết đi làm tan chảy tất cả những nguyên tố mà ngôi sao đó tạo ra khi nó còn sống, và tạo ra những nguyên tố mạnh. Khi ngôi sao nổ, nó làm tan những nguyên tố này trong không gian. Khi nó chết, nó sẽ tạo thành những nguyên tố trung tâm, làm tan chảy mọi nguyên tố, tương đương với hàng triệu năm của phản ứng hạt nhân hình thành khí ngay trong lòng ngôi sao. Đây là điều căn bản giải thích tại sao những đám mây khí có thể hình thành những ngôi sao mới. Chúng trải quá mỏng nên thật khó để hiểu được tại sao đám mây khí đó lại sụp đổ. Cách tốt nhất để tìm ra câu trả lời đó là nghiên cứu những nguyên tố tạo nên những đám mây bụi đó. Điều đó có nghĩa là đi nghiên cứu hai loại vật chất cổ xưa nhất trong hệ mặt trời: những hành tinh nhỏ và sao chổi. Nhưng trước hết, các nhà khoa học cần phải thu thập mẫu vật bên ngoài vũ trụ. Sao chổi là những di vật tồn tại từ khi hệ mặt trời vừa mới được hình thành, và nó có thể cung cấp cho ta thêm bằng chứng về nguồn gốc của mình. Nhưng trước khi các nhà khoa học có thể nghiên cứu về nó, họ cần một mẫu vật. Vào năm 1951, người đàn ông này, giáo sư tiến sĩ Peter Shull, đã bắt đầu làm việc dựa trên ý tưởng của ông tìm cách lấy được những mảnh vỡ của sao chổi. Nó giống như bạn xem một chương trình TV về đi tìm cổ vật, chỉ để tìm ra một mảnh vỡ nhỏ. Nó gần giống với những gì chúng tôi đang cố gắng làm. Vì vậy, trong trường đại học của mình, ông đã thiết kế một thiết bị để thu thập những bụi vũ trụ. Nó sẽ đi khỏi trái đất 200 triệu km và thu thập bụi từ sao chổi Wild 2.
Nhưng nó có một vấn đề là những bụi thạch đó di chuyển với tốc độ nhanh gấp 6 lần tốc độ của một viên đạn được bắn ra. Rất khó để có thể lấy chúng về một cách nguyên vẹn. Vì vậy, thứ tôi cần là một vật đặc biệt để có thể lưu giữ viên đạn với tốc độ siêu nhanh đó mà không làm vỡ nó. Điều đó có nghĩa là tôi cần giữ được viên đạn mà không làm vỡ viên đạn ấy. Nó được tạo ra từ những nguyên tố giống như kính, đó là silic, chỉ có điều là ít đặc hơn kính hàng nghìn lần. Và người ta gọi nó là một loại gen cho phi thuyền. Nếu có một thứ gì có thể giữ được bụi sao chổi thì đó chính là thứ này. Khi loại gen này đã được lắp đặt trên tàu vũ trụ, con tàu đã sẵn sàng được phóng. Vào tháng 2 năm 1999, nó đã được phóng trên đỉnh của tàu vũ trụ Delta. Chúng ta đã khởi động. Tàu vũ trụ Delta A đã được đưa lên vũ trụ để thu thập bụi sao chổi. Đã đến lúc nắm giữ những vật chất đã hình thành nên hệ mặt trời của chúng ta. Hành trình gần 3,2 tỷ km đó đã mất đến gần 5 năm. Nhưng cuối cùng cái đêm chúng ta có thể đếm ngược đó đã tới. Tại trung tâm kiểm soát, tất cả những gì mà đồng nghiệp của ông có thể làm là chờ đợi. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều lần mô phỏng, nhưng câu hỏi vẫn luôn được đặt ra là liệu nó có gặp một sao chổi nào không? Và nếu nó đã gặp một sao chổi trên hành trình, thì liệu nó có thu thập được những bụi sao chổi về không? Sẽ thật kinh khủng nếu nó quay trở về mà không mang theo bụi sao chổi. Cuối cùng vào năm 2006, đầu tiên tên lửa đã quay trở lại bầu khí quyển của chúng ta. Nó hạ cánh an toàn và những nhà khoa học đã vội vã xem liệu nó đã mang gì về. Ngay khi mở ra, họ biết rằng nhiệm vụ đã được hoàn thành. Nếu tôi có thể lấy được 1 kg bụi sao chổi đó thì tôi chỉ cần nhìn bằng mắt thường mà không cần đến kính hiển vi. Với tôi như vậy thật tuyệt vời, nhưng tôi còn thu thập được gấp hàng chục lần như vậy. Đó quả là một thành quả tuyệt vời. Đây là những mảnh vỡ sao chổi đầu tiên trở về với chúng ta. Bụi thạch có thể rất bé, nhưng chúng chứa được một lượng thông tin khổng lồ. Bạn sẽ phải mất nhiều năm để có thể hiểu về sự hình thành của hệ mặt trời, và chúng ta sẽ phải mất thêm hàng thập kỷ nữa để có thể có được những thông tin chúng ta cần từ mẫu bụi thạch mà ta vừa thu thập được. Nhóm nghiên cứu có thể phải mất thêm hàng thập kỷ để có thể có được tất cả những kết quả mong muốn, trong khi đó thì những người khác đã nghĩ đến những cách tiếp cận khác. Sao chổi không phải là những vật chất duy nhất còn lại kể từ khi mặt trời mới được hình thành. Sao băng cũng giống như vậy. Và chúng ta có một lợi thế khi nghiên cứu sao băng, đó là chúng tự đến với chúng ta. Điều bất ngờ ở đây là bất cứ khi nào bạn cầm một mảnh sao băng rồi đem nó đến phòng thí nghiệm để xem niên đại, câu trả lời sẽ luôn là 4,5 tỷ năm tuổi. 4,5 tỷ năm. Đây là một phần của hệ mặt trời khi nó mới hình thành. Chúng ta đang có trong tay một mẫu vật tuyệt vời. Nó nối kết bạn, kết nối sự tồn tại của chúng ta với lịch sử của chính chúng ta, với vũ trụ rộng lớn bao la. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, nhóm nghiên cứu của Hester đã tìm thấy nguyên tố iron 60 cùng với những chất đồng vị của nó nằm bên trong mảnh thiên thạch. Đó là điều chúng ta hoàn toàn không thể ngờ tới. Iron 60 đã bị tan rã khá nhanh. Điều đó có nghĩa là nó đến từ một nơi rất gần. Vì nếu nó tới từ một nơi rất xa so với trái đất, nó sẽ có đủ thời gian để phân hủy thành những chất đồng vị khác trước khi sao băng có thể giữ lấy nó. Chỉ có một siêu sao mới có thể tạo nên iron 60. Điều đó có nghĩa là có một siêu sao mới đã từng nằm rất gần mặt trời lúc nó mới hình thành. Cùng với những bằng chứng khó tin, mặt trời và hệ mặt trời khi mới hình thành đã nằm trong một môi trường hỗn loạn và nằm cạnh chúng là rất nhiều ngôi sao cùng với siêu sao mới. Điều này thật đáng ngạc nhiên và nó sẽ thay đổi cách suy nghĩ cũng như hiểu biết của chúng ta về nguồn gốc của hệ mặt trời. Cho dù những lực siêu mạnh bị giải phóng, hệ mặt trời của chúng ta có lẽ đã được hình thành ngay bên cạnh những sao băng. Đó có lẽ là một hoạt động dữ dội, chúng tái hình thành tất cả những gì quanh chúng. Sóng xung kích từ vụ nổ cuốn đi tất cả mọi thứ trong vòng 20 năm ánh sáng, giống như một quả bom khổng lồ. Điều kinh ngạc đó là sự hủy diệt khủng khiếp như vậy lại chính là điều mà chúng ta cần. Sóng ánh sáng có thể gắn kết vật chất lại với nhau giống như chiếc chổi quét đi đám bụi. Vì vậy, vụ sụp đổ của những lớp mây bụi khổng lồ có thể là do ảnh hưởng của vụ nổ từ những siêu sao mới ở gần đó.
Những ánh sáng xung quanh và sức nóng từ những ngôi sao khác được cô đọng lại. Vụ nổ đó có thể quét đi tất cả những tinh vân khác. Và khi nó cô đọng lại đến một mức độ nhất định, thì lực hấp dẫn bắt đầu có tác dụng và những đám mây đó bắt đầu sụp đổ. Trong những đám mây là tiền mặt trời đang ngày càng to ra và những hành tinh bắt đầu hình thành. Và ngày nay, các nhà khoa học đã có thể hiểu được quá trình đáng kinh ngạc đã tạo nên các hành tinh. Trong nhiều năm qua, quá trình hình thành của các hành tinh đã làm bối rối các nhà khoa học. Một số nhà thiên văn học ngày nay cho rằng các hành tinh hình thành ngay trong những lớp khí vây quanh mặt trời khi nó vừa hình thành. Nhưng những vật chất hình thành quanh nó tập trung một cách quá mỏng để lực hấp dẫn có thể biến chúng thành những mảng lớn hơn. Sau đó, vào năm 2003, một số thí nghiệm đã được thực hiện ngay trong con tàu vũ trụ được phóng ra ngoài không gian, và nó đã mở ra những điều mới mẻ về bí ẩn bấy lâu nay. Nhà thiên văn học Don Pettit đã tiến hành những thí nghiệm để xem mọi vật hoạt động như thế nào trong môi trường không trọng lực. Anh đã lấy những loại bột khác nhau như cà phê, đường và muối để chúng trong những chiếc túi và quan sát xem chúng dính lại gần nhau như thế nào. Và anh nhận ra rằng lực ma sát khi chúng va chạm vào nhau bên trong túi ni lông khiến cho chúng bị tích điện, và vì vậy chúng bắt đầu dính vào nhau và tạo thành từng mảng. Chúng cũng tích một lượng điện tương tự trong thí nghiệm được tiến hành ở trái đất. Nhưng do trọng lực ở trái đất lớn hơn rất nhiều nên nó đã không đem lại kết quả tương tự. Pettit và đồng nghiệp cho rằng những gì họ thấy trong môi trường không trọng lực trong tàu vũ trụ cũng đã từng xảy ra trong môi trường không trọng lực khi hệ mặt trời mới xuất hiện. Từng mảnh thiên thạch bằng cách nào đó đã va chạm sẽ bắt đầu tích điện và chúng sẽ dính lại gần nhau. Những nhà khoa học nghiên cứu về quá trình hình thành các hành tinh như giáo sư Jack Lieser, chúng ta cũng có thể thấy hiện tượng đó trong cuộc sống hàng ngày. Những hạt nước mưa rất nhỏ bé tích tụ quanh một hạt bụi nhỏ. Khi nó va chạm với những giọt nước khác, khi rơi xuống, cũng giống như những bụi thạch va chạm lẫn nhau trong học thuyết về tinh vân và hình thành những vật thể lớn hơn. Khi những mảng thiên thạch đó đạt đến độ lớn giống như một dãy núi, nó sẽ có một lực hấp dẫn mạnh hơn, còn mạnh hơn cả một nguồn điện, và quá trình bắt đầu diễn ra một cách nhanh hơn. Và trong vòng khoảng 1 triệu năm, những mảng thiên thạch đó lớn dần và có thể đạt đến độ lớn giống như một tiểu hành tinh hoặc là một phần của một hành tinh, và sẽ tiếp tục lớn hơn đạt tới độ lớn của một hành tinh thực sự. Lực hấp dẫn giữ cho hành tinh đi theo quỹ đạo của nó xung quanh mặt trời. Theo cách suy luận thông thường thì điều bí ẩn chưa được giải đáp là lực kéo xuất phát từ đâu. Kể từ sau phát hiện của Einstein, các nhà khoa học đã có những nhận thức mới về lực hấp dẫn. Hầu hết mọi người đều biết rằng nhờ có lực hấp dẫn mà các hành tinh có thể quay theo một quỹ đạo nhất định quanh mặt trời. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ thử đi sâu nghiên cứu thực sự lực hấp dẫn là như thế nào. Theo định luật đầu tiên của Newton về sự chuyển động, thì nếu một vật đang đi theo một đường thẳng với một tốc độ ổn định, thì nó sẽ tiếp tục đi theo đường thẳng đó. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn từ trên xuống, trên một bề mặt phẳng. Tôi sẽ cầm quả bóng này, tượng trưng cho một hành tinh. Tôi sẽ lăn nó trên bề mặt này, và chắc chắn nó sẽ đi theo một đường thẳng với một tốc độ ổn định. Nhưng Einstein lại nói rằng nếu ta lấy một vật có khối lượng nhất định, ví dụ là một vật có khối lượng như mặt trời, và ở đây tôi sẽ dùng cái piston này để đại diện cho nó, và vật đó có khả năng làm biến dạng không gian. Với chúng ta thì nó hoàn toàn không hề bị biến dạng gì cả. Nếu nhìn từ trên xuống, ta vẫn thấy nó là một mặt phẳng như trước, nhưng sự thật là nó đã bị biến dạng. Và bây giờ, khi tôi lấy hành tinh của tôi và di chuyển nó trong khu vực bị biến dạng này, nó cố gắng đi theo một đường thẳng, nhưng không có đường thẳng nào để nó có thể đi theo cả. Và vì vậy thì nó bắt đầu điển xung quanh vật ở giữa, theo một quỹ đạo.
Ảnh hưởng này chính là lý do xuất hiện thứ mà chúng ta gọi là lực hấp dẫn trong không gian. Lực hấp dẫn tồn tại theo mọi hướng. Vì vậy, nó luôn có xu hướng hấp dẫn mọi vật vào phía trung tâm. Vì vậy, khi nó đủ lớn thì lực hấp dẫn sẽ dần khiến cho hình dạng của vật đó trở thành hình cầu. Đây chính là lý do tại sao tất cả những hành tinh trong vũ trụ đều có dạng hình cầu gần như hoàn hảo. Với đường kính vào khoảng hơn 480 km thì không thể có một hình dạng nào khác được. Tất cả các hành tinh đều có dạng hình cầu và tất cả đều có một nguồn gốc giống nhau, nhưng chúng lại hình thành nên những thế giới rất khác nhau, từ một sao hỏa toang đá đến hành tinh chứa toang khí như sao Mộc. Sự khác nhau xuất phát từ một định lý rất cơ bản của vật lý. Những vật chất khác nhau sẽ ngưng tụ ở những nhiệt độ khác nhau. Điều chúng ta cần quan tâm chính là nhiệt độ. Tại sao lại là khí và tại sao lại là những lớp đá cứng? Ban đầu, tất cả những vật chất quanh một ngôi sao trẻ đều rất nóng. Vì vậy, chúng tồn tại ở dạng thể khí. Sau đó, khi nhiệt độ bắt đầu lạnh hơn, những khí đó bắt đầu ngưng tụ lại giống như những hiện tượng bông tuyết hình thành ở trái đất. Khi hệ mặt trời mới hình thành, nơi gần nhất với mặt trời vẫn rất nóng, khiến cho khí xung quanh nó khó có thể ngưng tụ lại và hình thành vật chất. Ở nhiệt độ đó thì tất cả mọi thứ đều bốc hơi ngay lập tức. Nhưng có một số kim loại đặc biệt có thể ngưng tụ ở đây, và hành tinh hình thành ở khu vực này là sao Thủy. Nhà vật lý học thiên thể Steve Dest là chuyên gia nghiên cứu về sự hình thành của các hành tinh. Những nghiên cứu của anh cho chúng ta thấy sao Thủy nóng đến thế nào. Nó không hề có bầu khí quyển, không có đại dương, chỉ có đá. Và ở bề mặt nó tiếp xúc với mặt trời, đủ nóng để có thể nung chảy cả chì. Nhiệt độ của nó đạt đến mức hàng trăm độ C. Sức nóng của sao Thủy gần xấp xỉ với sức nóng của mặt trời. Sao Thủy gần mặt trời gần gấp 3 lần so với trái đất. Nếu đi xa hơn một chút, với nhiệt độ có phần dễ chịu hơn, vào khoảng 500 độ C trở xuống. Ở đây có nhiều loại đá có thể ngưng tụ hơn. Những hành tinh của đất đá là sao Kim, trái đất và sao Hỏa được hình thành ở khu vực này. Vì quỹ đạo quanh mặt trời của sao Kim xa hơn 15 triệu km so với quỹ đạo của sao Thủy, vì vậy chúng ta có thể hy vọng sao Kim sẽ là một hành tinh mến khách hơn. Sao Kim có lẽ là hành tinh trong hệ mặt trời mà chúng ta có thể thấy gần với định nghĩa về địa ngục nhất. Nhiệt độ cao, áp suất cao và trong đó toàn khí. Cách đó khoảng 14 triệu km là hành tinh thân yêu của chúng ta. Trái đất được đặt cho cái tên hành tinh xanh. Nó không quá nóng, không quá lạnh. Nó quay quanh mặt trời theo một quỹ đạo với một khoảng cách chính xác để chúng ta có thể có được sự sống. Trái đất có tầng bảo vệ ozone và nó giúp chúng ta tránh khỏi những tổn hại của tia phóng xạ UV và từ trường giúp chúng ta tránh khỏi những bức xạ của vũ trụ. Trái đất cũng là hành tinh duy nhất có mặt trăng lớn quay xung quanh. Ngày nay, những nhà khoa học như Larry Lawton vẫn đang nghiên cứu những mẫu vật lấy được từ mặt trăng trong lần đầu tiên con tàu Apollo được phóng lên mặt trăng hơn 40 năm trước. Lawton làm việc ở một trung tâm an ninh chuyên nghiên cứu về mặt trăng. Ở đây, NASA nắm giữ gần như toàn bộ 380 kg đất đá mang về từ mặt trăng. Và bây giờ, các nhà khoa học vẫn đang tiếp tục nghiên cứu những lớp đất đá đó để có thể tìm ra mặt trăng và hệ mặt trời đã được hình thành như thế nào. Đó là một kết quả tuyệt vời đối với những nhà địa chất và những phi hành gia trong con tàu Apollo. Đây là những người đầu tiên mang những mẫu vật từ mặt trăng về. Cho dù đó đã là một hành động trái quy định, Neil Armstrong sẽ tự động lấy rất nhiều đất đá mang về. Đó là một hành động có thể nói là trái với quy định. Anh ấy đã chạy ra khỏi tầm quay của camera và mang về cả một hộp đất đá. Khi những mẫu vật được mang về và đưa tới phòng thí nghiệm, nó đã mang lại cho chúng ta rất nhiều thông tin thú vị. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra những nguyên tố trong lớp đất đá đó rất khác với ở trái đất.
và nó rất khác với những nguyên tố mà chúng tôi đã nghĩ rằng có tồn tại ở mặt trăng. Những viên đá thu được ở mặt trăng có số năm tuổi nhỏ hơn nhiều so với những gì các nhà khoa học vẫn nghĩ. Tất cả những giả thuyết mà chúng tôi từng nghĩ trước đây nhanh chóng được chứng minh là sai lầm, và phải mất thêm vài năm sau chúng tôi mới có thể tìm ra những giả thuyết mới. Theo học thuyết về các tinh vân, không còn đủ vật chất tồn tại để có thể hình thành nên một hành tinh, để có thể hình thành nên mặt trăng khi hệ mặt trời mới được hình thành. Nó trở thành một bí ẩn mà các nhà khoa học chưa thể lý giải được. Cho đến hàng thập kỷ sau, sau những cố gắng miệt mài trong việc nghiên cứu, các nhà khoa học đã đưa ra những giả thuyết mới. Một viễn cảnh khủng khiếp và đầy tính hủy diệt là sự va chạm và những mảnh vỡ của các hành tinh. Vào năm 1969, Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đặt bước chân lên mặt trăng. Nghiên cứu của họ về những đồng vị của mẫu vật từ mặt trăng đã đưa ra một giả thuyết mới, rằng mặt trăng có những vật chất đã từng tồn tại trên trái đất. Đó là một điều mà không ai có thể ngờ tới. Các nhà khoa học đã không thể giải thích được tại sao vật chất đó lại tồn tại trên mặt trăng. Nhưng cuối cùng thì cả hai giả thuyết đã gặp nhau. Giả thuyết đưa ra rằng khi mới hình thành hệ mặt trời, không phải có 8 mà tới tận 20 hành tinh có quỹ đạo quay quanh mặt trời. Khi nghĩ về khoảng thời gian đầu tiên khi hệ mặt trời mới được hình thành, bạn sẽ thấy nó giống như trò chơi bắn bóng giữa các hành tinh vậy. Có những vật thể bắn và chạy lung tung trong vũ trụ, chúng gặp nhau và va chạm lẫn nhau. Bốn phẩy năm tỷ năm trước, trái đất non trẻ đã có một vụ va chạm trực tiếp với một vật thể khác có tên là Theia, có kích cỡ bằng với sao hỏa. Nếu chúng ta có một vụ va chạm tương tự vào thời điểm này, thì có lẽ nó sẽ đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại của loài người. Nó giống như rất rất nhiều quả bom hydro nổ tung trên bề mặt trái đất. Do ảnh hưởng của vụ va chạm, những vật chất bị nổ tung mang trong mình một lực rất lớn. Hàng tỷ tấn đất đá đã thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất và lao vào khoảng không vũ trụ. Những vật chất này lại chịu tác động của lực hấp dẫn của trái đất và bắt đầu ngưng tụ lại theo một quỹ đạo. Và sau vài triệu năm, nó dừng lại và trở thành mặt trăng của chúng ta. Vụ va chạm là một bằng chứng khác chứng minh về một vụ nổ lớn khi hệ mặt trời hình thành. Đã có một khoảng thời gian các vật thể bay trong vũ trụ với những quỹ đạo hỗn loạn. Hầu hết chúng đã bị tàn phá, nhưng một vài trong số chúng tồn tại mãi mãi cùng hệ mặt trời. Ví dụ như hai vệ tinh của sao hỏa, Phobos và Deimos, người ta cho rằng chúng là hai vì sao nhỏ và chúng bị giữ lại do lực hấp dẫn của sao hỏa. Hai mặt trăng này khá nhỏ. Ngay cả vệ tinh lớn hơn là Phobos cũng chỉ có kích cỡ bằng 1/10 mặt trăng của chúng ta. Cho dù sao hỏa chỉ có kích cỡ bằng 1/3 trái đất của chúng ta, nó có những đặc điểm đặc biệt nhất trong hệ mặt trời. Sao hỏa là một hành tinh đặc biệt. Nó là một nơi tuyệt vời đối với những nhà địa chất học. Ví dụ như nó có những hẻm núi lớn nhất trong toàn hệ mặt trời, phong phú và lớn hơn hẳn những hẻm núi ở trái đất chúng ta. Nó có độ dài bằng với chiều dài của nước Mỹ. Sao hỏa có núi lửa lớn nhất trong hệ mặt trời, lớn hơn gấp 3 lần so với Everest. Sao hỏa là hành tinh cuối cùng nằm trong vành đai những hành tinh trong hệ mặt trời. Hành tinh với đầy đất đá này có quỹ đạo bên trong vành đai các hành tinh. Hành tinh này dừng lại với kích cỡ như bây giờ đã đặt ra một câu hỏi lớn đối với các nhà khoa học về nguồn cung cấp vật chất của nó. Hệ mặt trời mới hình thành đá kim loại rất hiếm, chỉ bằng 1,6% tổng số vật chất có vào thời điểm đó. Và hơn nữa, hành tinh này cũng không thể thu thập được những hỗn hợp khí vì quá nóng để chúng có thể tụ lại. Tất cả những hợp chất khí đó tập trung lại ở một nơi xa hơn. Trước khi chúng ta tới được với những ngôi sao ở phía bên ngoài này, chúng ta phải vượt qua vành đai thiên thạch. Các nhà khoa học đã đánh dấu nơi này như là một khu vực khó vượt qua nhất. Như chúng ta đã biết, có khoảng 10.000 hành tinh nhỏ trong vành đai đó. Sẽ thật kỳ lạ nếu ta vẫn cố gắng đi qua vành đai này để tiếp cận với những hành tinh ở phía bên ngoài.
Sự thật là chúng ta cần phải rất cẩn thận để có thể tìm ra khoảng trống và vượt qua vành đai này. Khoảng cách giữa các hành tinh nhỏ trong vành đai sao này vào khoảng 1,6 triệu km. Khi vượt qua được vành đai này, chúng ta sẽ tới được một vạch biên giới vô hình, song rất quan trọng. Nó được gọi là vành đai băng. Khi vượt qua đường biên giới đó, cách mặt trời khoảng 450 km, chúng ta sẽ thấy những hành tinh rất khác. Chúng ta có một đường gọi là vành đai băng. Ở đâu đó bên ngoài vành đai thiên thạch, ở đó nhiệt độ đủ thấp để nước có thể ngưng tụ. Đó là sự thay đổi trạng thái một cách từ từ, song điều đó cũng rất quan trọng. Ở bên ngoài vành đai băng, những hành tinh nằm ở phía ngoài đã được hình thành. Một thế giới hoàn toàn khác với những hành tinh còn lại, đó là do sự khác nhau về những vật chất có thể ngưng tụ ở nhiệt độ thấp hơn. Nhiệt độ thấp hơn âm 17 độ C, hydro sẽ ngưng tụ giống như nước cùng với methane và ammonia. Nó có thể ngưng tụ và có đến hàng tỷ tỷ nguyên tố này khi hệ mặt trời mới được hình thành. Nhưng chỉ có một trong số nhiều hành tinh nằm ở phía ngoài đó khi mới hình thành đã có số lượng gấp 10 lần so với trái đất. Và hành tinh to lớn đó có lực hấp dẫn đủ để hút hàng tỷ tỷ tấn khí. Và theo hiệu ứng quả bóng tuyết, khi hành tinh đó lớn hơn, nó sẽ hút càng nhiều khí hơn. Giống như một cuộc đua vậy, để có thể thấy ngôi sao đó phát triển nhanh đến thế nào, phải so sánh với khoảng thời gian những khí đó tồn tại xung quanh. Sao Mộc đã được hình thành ở một điểm xác định trong hệ mặt trời. Nó nhanh chóng trở thành một ngôi sao khổng lồ. Và vì khí chiếm đến 98% khối lượng của nó, nên nó được biết đến như một hành tinh khí khổng lồ và là hành tinh lớn nhất, sao Mộc. Hành tinh khổng lồ này lớn gấp gần 300 lần so với trái đất và nó có thể tích lớn gấp gần 1.000 lần so với trái đất. Và theo như Levinson, chúng ta đã thật may mắn khi có sao Mộc có kích thước như thế này. Lực hấp dẫn của nó mạnh đến nỗi thậm chí có thể thay đổi đường đi của sao chổi, vốn đang định đi vào trung tâm của hệ mặt trời. Sao Mộc có lẽ đóng vai trò giống như một người anh cả luôn bảo vệ chúng ta khỏi những vật thể lạ. Có rất nhiều sao chổi khi đang bay vào trung tâm của hệ mặt trời đã bị thay đổi hướng đi do sao Mộc. Throwing them out of the solar system. Sao Mộc là hành tinh lớn thứ hai trong hệ mặt trời và lần này chúng ta đã thật may mắn khi ngôi sao này không trở nên lớn hơn nữa. Theo định luật tương hỗ, nếu có đến hai hành tinh bằng kích cỡ như sao Mộc trong một hệ mặt trời thì chúng sẽ loại bỏ tất cả những hành tinh khác. Và chúng ta nằm ngay sát ngưỡng nó. Sao Thổ đã không lớn như sao Mộc và chúng ta nằm ổn định trong hệ mặt trời. Nếu sao Thổ chỉ cần lớn hơn một chút thôi, rất có thể chúng ta không có cơ hội ngồi đây và nói về nó. Một ý nghĩ đầy đáng sợ. Giả sử nếu lực hấp dẫn của sao Thổ lớn hơn nữa, kết hợp cùng sao Mộc, kết quả có thể là sự hủy diệt đối với tất cả những hành tinh khác nhỏ hơn. Thật may mắn là mọi chuyện đã không xảy ra như vậy. Thay vì phát triển thành một ngôi sao cực lớn trong hệ mặt trời. Bất cứ khi nào tôi nói với mọi người về các hành tinh, sao Thổ luôn là hành tinh tôi nhắc đến cuối cùng. Nó thật đẹp và rực rỡ. Nó thực sự là ngôi sao đẹp nhất vì bao quanh nó là một vành đai thiên thạch. Vành đai đó được tạo thành bởi hàng triệu những mảnh vỡ thiên thạch. Những mảnh vỡ này vẫn đang tiếp tục phân thành những mảnh bé hơn do lực hấp dẫn hỗn loạn của sao Thổ và những mặt trăng của nó. Sao Thiên Vương cách mặt trời một khoảng cách gần như gấp đôi so với sao Thổ. Cả nó và sao Hải Vương đều giống như hành tinh của biển vậy, có ít khí hơn hẳn so với những hành tinh khí khổng lồ khác. Sao Thiên Vương là một hành tinh có hình dạng rất đơn giản. Bề mặt phẳng màu xanh chứa đầy metan trong khí quyển. Vì được hình thành ở rất xa, nó giống như một tảng băng khổng lồ. Với những hành tinh khí khổng lồ khác, nhiệt độ vào khoảng âm 212 độ C. Sao Diêm Vương là một hành tinh nhỏ bé. Hành tinh màu xanh này là hành tinh nằm vị trí xa nhất trong hệ mặt trời.
Và phải mãi gần đây chúng ta mới tìm ra nó. Khi người ta có thể tìm đến tận cùng của hệ mặt trời, những kiến thức của chúng ta về sự hình thành của hệ mặt trời thay đổi một cách nhanh chóng kể từ năm 1992. Phải đến ngày nay chúng ta mới tìm ra được cấu trúc mà vẫn gọi là vành đai Kuiper. Cách mặt trời khoảng 45 tỷ km là vành đai Kuiper. Ngôi nhà chúng ta có thể tìm thấy hàng nghìn những vật thể băng khác. Nó là nơi tập hợp của tất cả những vật chất còn sót lại sau khi các hành tinh hình thành. Và cách xa hơn nữa là những đám mây bụi bí ẩn. Có khoảng hàng tỷ tỷ những sao chổi đã khiến chúng có một quỹ đạo khác và đưa chúng ra xa khỏi mặt trời. Hầu hết những vật chất này có lẽ đã được hình thành gần với mặt trời, cũng giống như quá trình tạo ra những hành tinh. Nhưng ảnh hưởng của lực hấp dẫn của hai ngôi sao, sao Mộc và sao Thổ vừa mới hình thành đã khiến chúng bị đưa ra xa khỏi hệ mặt trời. Vành đai phía bên ngoài với những đám mây bụi kỳ lạ này mới thực sự là ranh giới cuối cùng, gần như là nơi cuối cùng mặt trời có thể chiếu sáng tới. Và ngoài hệ mặt trời còn có hàng tỷ những ngôi sao khác với những hành tinh riêng của chúng. Trong một khoảng thời gian dài, các nhà khoa học thực sự rất vất vả để có thể tìm kiếm những hành tinh quay quanh các ngôi sao khác. Nguồn dữ liệu duy nhất chúng ta có chính là hành tinh của mình. Vậy hành tinh đầu tiên sẽ quay quanh một ngôi sao khác như thế nào? Sau đó, vào năm 1992, một khám phá mới mà họ luôn mong đợi đã đến. Lần đầu tiên họ tìm ra một hành tinh cách xa trái đất, một hành tinh quay quanh một ngôi sao ở rất xa. Đó là hành tinh đầu tiên mà chúng tôi tìm thấy nằm ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Nó lớn hơn cả sao Mộc và lớn hơn cả mặt trời, vượt qua tất cả những gì chúng ta vẫn thường nói về hệ mặt trời. Không thể nào có một hành tinh hình thành gần một ngôi sao, nơi đó không có đủ vật chất. Ngôi sao này hoàn toàn không hợp lý với những tiêu chuẩn về mô hình sự hình thành hệ mặt trời. Nó không chỉ là vấn đề ở một thế giới xa xôi khác. Khi nhìn lại hệ mặt trời của chúng ta, vấn đề về những điều kiện tiêu chuẩn để hành tinh của chúng ta được hình thành đã rõ ràng. Mọi chuyện thật thú vị khi chúng ta nhìn vào mô hình và hiểu rõ sự hình thành hệ mặt trời của chúng ta. Nếu như sao Hải Vương như vậy thì chúng ta đã không thể tạo dựng được những hành tinh mà chúng ta có thể thấy như bây giờ. Đơn giản chỉ là không thể có đủ vật chất ở vị trí cách xa mặt trời như thế này để một hành tinh với kích cỡ như thế có thể phát triển. Đó là một điều bí ẩn. Sao Thiên Vương và sao Hải Vương như đang nằm sai vị trí vậy? Và đây chỉ là một trong nhiều điều bí ẩn mà học thuyết về các tinh vân không thể giải thích được. Còn đó những bí ẩn về vành đai Kuiper. Theo mô hình của học thuyết thì đúng ra nó không thể ở đó. Và điều bí ẩn hơn nữa là tất cả những vật thể ở trên mặt trăng đều có số năm tuổi bằng nhau. Tất cả những vấn đề đó làm giảm những hiểu biết của các nhà khoa học về việc hệ mặt trời đã được hình thành như thế nào. Mặt trăng có lẽ là vị hàng xóm gần gũi nhất đối với chúng ta, nhưng nó vẫn chứa đầy những điều bí ẩn. Không có bầu khí quyển hay thời tiết thay đổi, nhưng trước đó điều kiện ở mặt trăng đã trải qua một số biến động. Có lẽ là một vụ va chạm mạnh vài nghìn năm trước đủ để giải thích tại sao mặt trăng lại có bề mặt như bây giờ. Sau khi tàu Apollo mang về những mẫu vật đá ở mặt trăng, bao gồm cả những lớp đất đá đã bị văng lên vào thời điểm cổ xưa, những mẫu vật này đã khiến chúng ta có nhiều giả thuyết khác nhau. Mọi chuyện trở nên rõ ràng hơn khi nghiên cứu về mặt trăng. Ta có thể thấy một khối lượng lớn những vật chất tồn tại do một vụ va chạm mạnh vào khoảng 3,9 tỷ năm trước. Có lẽ ở mặt trăng còn tồn tại rất nhiều vật chất từ vụ va chạm đó. Những nhà địa chất học nghiên cứu về mặt trăng đã phải bỏ ra nhiều năm để có thể nghiên cứu 5 tuổi của những mẫu vật lấy về từ mặt trăng. Và một phát hiện thú vị đáng ngạc nhiên là có một lượng rất lớn những vật thể ở mặt trăng được hình thành trong một khoảng thời gian rất ngắn của vụ nổ lớn. Giáo sư David Kring là một chuyên gia nghiên cứu về vấn đề này, được biết đến như là một vụ nổ lớn muộn hay là biến cố địa chất lớn xảy ra ở trên mặt trăng. Những bằng chứng từ mặt trăng này gần như đã giúp chúng ta hiểu về nguồn gốc, sự hình thành cấu trúc của hệ mặt trời chúng ta. Phải đến 10.000 những mảnh thiên thạch lớn đã rơi xuống mặt trăng trong vụ nổ đó. Trái đất
chúng ta cũng bị những thiên thạch tấn công vào thời điểm đó. Ngày nay, chỉ còn những vật có số năm tuổi vào khoảng 20.000 đến 15.000 năm tuổi ở khu vực Arizona là còn tồn tại trên trái đất. Những vật có số năm tuổi lớn hơn đã biến mất, nhưng 3,5 tỷ năm trước không có cách nào để có thể tránh được nó. Chúng ta đang nói về từ 20 đến 40.000 những vật thể chứa đựng đủ năng lượng để làm thay đổi trạng thái toàn cầu. Những vật thể lớn đó đến từ đâu? Với những mẫu vật này, chúng ta có thể truy tìm nguồn gốc của những nguyên tố hóa học đã hình thành nên nó, và nó đã chỉ chúng ta tới vành đai thiên thạch. Có vẻ như mọi thứ dần trở nên hợp lý. Những vật chất có mặt trên mặt trăng giống như những vật chất nằm ở vành đai thiên thạch. Vì vậy, gần như chắc chắn đó chính là nơi những vật thể đó xuất phát. Nhưng ngày nay, hầu hết các bụi tinh vân đều đang có một quỹ đạo ổn định. Không có gì có thể đưa chúng ra khỏi vành đai đó, khiến chúng đi sâu vào trung tâm của hệ mặt trời. Vì vậy, trong nhiều thập kỷ, vụ nổ lớn vẫn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học. Vào năm 2004, giáo sư Hal Levinson đã có một ý tưởng hoàn toàn mới. Làm việc với một nhóm các nhà khoa học trên thế giới, ông đã nghĩ tới một mô hình hình thành mới của hệ mặt trời. Nó giống như bạn đang ngồi trong văn phòng và bạn chợt nghĩ rằng, tôi đã hiểu vấn đề rồi, vấn đề mà tôi đã nghiên cứu trong nhiều thập kỷ, và tôi là người duy nhất có thể hiểu được một phần của vấn đề mà chúng ta đang tìm kiếm lời giải đáp. Levinson lại cho rằng hệ mặt trời đã được hình thành với một quỹ đạo hoàn toàn khác, và sau đó nó đã thay đổi. Hầu hết các nhà khoa học đều tin rằng hệ mặt trời được hình thành một cách ổn định và có thể dự đoán trước được. Nhưng bây giờ có nhiều nhà khoa học tin rằng lý thuyết đó hoàn toàn sai lầm. Nó làm thay đổi hoàn toàn những suy nghĩ trước đây. Các nhà thiên văn luôn xuất phát ngay từ cấu trúc hệ mặt trời mà chúng ta vẫn thấy như bây giờ. Nhưng với lý thuyết mới này thì rất có thể trước đó đã có rất nhiều những hành tinh khác và trật tự cũng bị thay đổi. Nó tạo nên một điều hoàn toàn khác. Mô phỏng của Levinson cho rằng sao Mộc và sao Thổ sẽ chạm nhau khi chúng tiến lại gần nhau nhất. Nhưng cuối cùng thì nó đã loại bỏ nhau. Nhưng chỉ duy nhất khi sao Thổ quay quanh mặt trời chính xác hai vòng, và sao Thổ mới chỉ hoàn thành chuyến đi của nó có một lần, thì điều kỳ lạ sẽ xảy ra. Nó được gọi là sự kiện 2 thành 1, và nó đã từng xảy ra 3,9 tỷ năm trước. Điều đó đã khiến các hành tinh bị chấn động. Nó bắt đầu gây ảnh hưởng lẫn nhau. Thay vì loại bỏ, thì lực hấp dẫn của hai hành tinh bất ngờ kết hợp lại theo cùng một hướng. Đối với Levinson, nó giống như việc bạn đẩy một chiếc xích đu vậy. Mỗi lần bạn đẩy thì xích đu sẽ lên cao hơn. Đối với sao Mộc và sao Thổ, do cộng hưởng lực hấp dẫn của chúng đã trải rộng quỹ đạo của mình và đạt tới quỹ đạo mới như hiện nay chúng ta vẫn thấy. Nhưng quá trình đó đã gây ra những ảnh hưởng lớn tới các hành tinh khác. Sao Thiên Vương và Hải Vương không thể đứng ngoài quá trình đó, và nó chắc chắn đã bị lệch khỏi quỹ đạo của nó. Chúng đi qua lẫn nhau. Khi chúng tiến lại gần nhau, một trong hai hành tinh đó sẽ bị bắn ra xa, hành tinh còn lại sẽ bị bắn vào trong. Chúng bị xáo trộn lung tung do ảnh hưởng của sao Mộc và sao Thổ. Theo lý thuyết này thì thậm chí sao Thiên Vương và sao Hải Vương đã từng tráo đổi vị trí cho nhau, khiến cho rất nhiều bụi tinh vân quay quanh chúng để lệch khỏi quỹ đạo. Và điều đó có thể tạo ra một thảm họa. Rất nhiều tinh vân đã lệch khỏi quỹ đạo và đi vào không gian, trong khi một số khác bị đẩy về phía mặt trời. Hàng nghìn trong số chúng tiến về phía những hành tinh ở bên trong, trong đó có trái đất và mặt trăng. Nghe giống như một điều không thể xảy ra, nhưng những bằng chứng gần đây đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng điều đó đã từng xảy ra. Điều đó sẽ không thể xảy ra nữa vì sao Mộc và sao Thổ hiện nay cách nhau quá xa. Nhưng sự kiện này có thể là một điểm nhấn trong việc lý giải sự hình thành của hệ mặt trời chúng ta. Nhưng điều thực sự thú vị là có thể sự việc đã xảy ra một cách hoàn toàn rất khác. Có thể là đã có rất nhiều ngôi sao, hành tinh lớn. Có rất nhiều cách để sự việc có thể xảy ra. Và chúng ta ở ngay đó. Sự tồn tại của chúng ta được đặt trên làn ranh giới may mắn mỏng manh. Thay vì hệ mặt trời như chúng ta đang nhìn thấy bây giờ, chúng ta đã có thể chỉ là một hành tinh toàn khí, axit và bụi. Tương lai sẽ thế nào? 5 tỷ năm kể từ bây giờ, khi mặt trời không còn năng lượng nữa, nó sẽ chết đi và kéo theo một vài hành tinh nằm ở vài vành đai bên trong khác. Chúng ta sẽ trở thành một thế giới chết và vẫn giữ nguyên quỹ đạo quay quanh mặt trời đã chết của nó. Sẽ không còn sự sống